quay hộ cháu gái. Đây, đi ra đây, đi ra đây. Ông cầm hộ cháu bắt con chim này cho ông khách ông ở siêu thị Từ Sơn Bắc Linh. Đó, hứa là cậu ấy đã chuyển khoản cho mình. Siêu thị Từ Sơn Bắc Linh. Đôi này đôi thổ xịn luôn. Đây. Đó. Chấp nhận là một đôi cầm này, ông cầm này. Không bay rồi mà nó đôi này đang tập bón đi đây. Đây. Đây nhá. Bạn này là bạn nào đây? Bạn này là ở siêu thị Từ Sơn Bắc Linh, số điện thoại 0947 573 469. Siêu thị Từ Sơn Bắc Linh, một đôi xịn đã chuyển khoản. Đó. Đây là một đôi gì? Mình đã hứa là để cho bạn một đôi thổ đồng xịn. Đó, thì mình nót vào đây cho nó đây. Đó, đây con này là con trống này, con này con mái này. Đó. Các bạn nhìn thấy độ chim của nó rất là ok đúng không? Đó, đôi chim này là rất giá trị, mong bạn là về bạn bón cho nó quá ok luôn đi. Hứa với bạn là tôi sẽ để giống cho bạn. Đó. Quá ok rồi. Ông quay bịt vào đây cháu lấy băng dính. Ông dí vào đây, quay quay đây niêm phong. Mất cái kia ấy rồi. Đó, quay dí vào cái hộp. Rồi được rồi. Ok. Các bạn lấy chim của Thao là nó có một cái thủ tục như thế này. Mình sẽ liêm phong. Đó, khi các bạn về các bạn nhận chim của bạn tháo hộp ra. Các bạn nhìn thấy nó bình thường. Sáng hẹn bạn chuyển nhưng mà nó cũng bị hơi lỡ xe tí. Thôi mình chuyển tầm này thì 3-4 giờ là bạn nhận được mà. Tầm này chim nó khỏe. Đó. Đấy, ông để vào cốp xe này. Ông, đây là bác xe ôm. Đấy, rồi ok. Có phải bác mang ra xe buýt không? Xe buýt ra. Xe buýt 74. 74.